mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đầu tiên sẽ là một cái móc này, hay là đèn bút, ba là pin, tư là một cái tấm pin điện mặt trời với cái dây sạc 3 mét và một cái dây cáp để sạc điện cho đèn. Thì điện áp của tấm pin này là 6V, công suất 3W. Thì đèn này nó là một cái đèn giống như cái sản phẩm của đèn điện 220, nhưng mà nó sẽ có chức năng có công tắc bật ở đây đó. Sau đó thì chỉnh chế độ sáng nhắn một lần nữa đó. Thì đây là cái cổng để mình sạc, mình kết nối vào cái tấm pin và kết nối vào cái cổng dây sạc này. Đèn bóp này có công suất là theo hãng là công suất là 50W. Công suất đèn là 50W và có thể sắp thắp sáng liên tục 8-10 giờ. Bây giờ mình sẽ bỏ cái viên pin này vô để mình lắp cho các bạn test thử cái chế độ mà điều khiển từ xa như thế nào. Mình sẽ bật chế độ on off đó, đèn sẽ sáng. Sau đó mình sẽ điều chỉnh sáng hơn một xíu đó, sáng tối sáng hơn một xíu đó. Đây sẽ có một chế độ auto nữa, auto ở đây thì hết sức tiện lợi khi mà mình đem cái này có thể mang đi lại hoặc mình đeo ở đâu đó nơi mà mình làm việc. Thích hợp sử dụng cho trong kho bãi. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì liên hệ bên mình theo số điện thoại và cái địa chỉ trong web trên màn hình để tham khảo thêm một số dòng sản phẩm của đèn LED người mặt trời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.